Hello cô chú ơi, đố cô chú ai đó? Hôm nay một ngày trời rất là đẹp nữa rồi cô chú. Con đem lụm con chim đem vô nhà. Sao vậy? Cô chú coi chay mặc đồ là cô chú biết bữa nay là một ngày trời đẹp như thế nào. Tự nhiên cái con chim đang ở trong nhà cái em đem bưng ra ngoài kia để ngoài kia chim mất á. Trời ơi cậu bả kìa, ớn ăn ba không? Bây giờ con chơi không? Chơi không? Đây nè, lại đây chơi. Mẹ mới bỏ pin vô rồi. Bây giờ để mẹ nghiên cứu coi cái này làm sao nha. Mày nghiêm ngồi ngồi im đó, ngồi im đó. Rồi bây giờ ngồi im đây đi, ngồi im đây được rồi mẹ. Mẹ tìm cách để mà mở. Ủa, đôi dép xúc rồi hoài vậy? Cô chú thấy em bữa nay mang đôi dép. Một đôi dép màu hồng phấn dữ chưa, màu cánh sen dữ chưa. Vậy mà cũng chưa vừa nữa, cái chân gì nhỏ xíu à. Chân này mới móc chắc size dài, chắc size 6 rưỡi đồ, 6 đồ quá. Rồi bây giờ cái này bỏ vô chỗ nào ta? Úps, trời đất ơi. Cô chú ơi, chị đi. Thế nè, đổ vô, đổ vô. Wow. Bây giờ là thành là đúng là công chúa bong bóng luôn rồi nè. Chơi đi con. Hồi nãy giờ mẹ ngồi cả buổi mà mới biết ra trên làm đó cô chú ơi. Nào giờ đâu có cái này đâu. Hái gì đi. Quá trời luôn. Trời ơi, mà cái này thổi bong bóng ra mau hết nước hay bà luôn á. Lại đây chơi. Sao trốn? Trời có bả kìa. Wow, look at this shady. Gì? Té té té. Chị đi. Đừng con, đừng con, đổ xà bông. Hết rồi, bỏ xuống mày đổ xà bông vô nè, bỏ xuống. Bỏ xuống mày bỏ vô, đổ xuống, bỏ xuống. Đúng rồi, bỏ xuống nha. Đổ xà bông vô nè. Đổ. Mày coi sao số ít vậy? Rồi. Lấy tay ra. Đi ra, đi ra, đừng. Đó. Đừng, 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 đừng. Đổ xà bông. Hết xà bông bây giờ đó. Chạy ơi là chạy ơi. Con làm đổ xà bông hết xà bông chơi bây giờ nè. Đó, hết xà bông mày thấy chưa? Rửa tay, ai mượn, ai mướn. Hồi người ta không mướn rửa tay thì rửa tay. Đó, trời trời ơi, còn rửa mặt nữa, ai mượn đâu. Trời đất ơi. Rửa chân nữa hả? Bởi vậy thôi bây giờ mày để cái này cho. Đó. Sao đứng hình vậy? Sao đứng hình vậy? Thôi đừng có cầm ướt áo thôi. Vậy là ông thích cái máy này phải không? Coi kìa, coi nó kìa. Từ từ té nữa nè nha. Cái này đâu thổi. Cái này là bong bóng thổi cho con không có thổi.
Ừ, bông bông. Ui, trời, bông bông bay lên chỉnh luôn á hả? Con nói đi, bubbles. Bubbles. Ừ, bay lên chỉnh luôn á. Oops. Yeah. Rồi, hết bóng rồi đó, hết rồi đó. Hết rồi. Sao? Trời ơi. Cái máy này nó hao bóng bóng quá chị hả cha hay cha. Giỏi quá. Trời ơi coi tắm, nó tắm đó cô chú, nó thấy xà bông là nó tắm đó. Hãy vui having fun chị đi. Vui không? Sao? Nghỉ chơi hả? Nghỉ khỏe hả? Rồi. Xong game. Hư luôn. Hư luôn trời. Đi. Đi chơi coi. Ít trời. Ồ. Wow. Dạ quá cha. Dạ quá cha. Thôi, chị chơi máy này nghỉ khỏe đi. Thôi chơi như đó được rồi đó, đi gửi tay. Rồi, như đó nghỉ khỏe rồi đó. Ờ, té ngang. Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Đau không? Để mẹ coi coi. Nè cô chú ơi. Mặc cái quần sọt thì thấy dễ thương thiệt mà nó đi nó té trên mấy cái này hả? Đau chân. Thôi vô mặc cho em cái quần jean cho nó dày dày với mặc áo. À, đúng điệu không? Đúng điệu là mùa hè sẽ động không cô chú? À, cô gái đó. À. Ừ, đã đời chưa? Kéo áo xuống. À, trời ơi, kéo áo xuống nó còn cỡ cái bụng nó lên nữa. À, đó, giờ đi khỏe rồi đó. Đi. Đi 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 đi. Ừ đúng rồi, đã đi trên cỏ cho đỡ té con rồi. Em nó lần đầu tiên nó mang nó mang đó, thấy không? Mang dép băng đồ nó cứ đi cũng khó nữa. Mặc quần jean đi cho để té đỡ đỡ cái đầu gối. Nếu mà mốt mày đi mày mua cho con cái miếng miếng mà để dán đầu gối cho chay đi khỏi té. Đi lên. Vô đó là nhà anh chi? Nhà anh ta đó. Nhà anh ta đó. Té ngang. Bước xuống đàng hoàng. Đúng rồi. Thôi 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 đừng có phá ba cái đồ đó làm chi. Ừ bông 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 đó mày biết rồi bông. Đi đi con. Đi đi con. Chị nó ở ngoài đây không có gì chơi hết á. Xà bông đó, cái máy xà bông đó nó cũng không có quyến rũ gì nó mấy cô chú ơi. Thôi 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 thôi. Dữ chưa? Gì? Kiếm gì phá? Trời ơi, tính leo lên bàn cái gì tôi đây? Tôi nghi lắm. Thôi thôi thôi, đi xuống. Đi xuống, đi xuống, đi xuống, đi xuống, đi xuống, đi xuống đi mẹ. Mẹ bỏ mới đây chơi nha. Rồi đi chạy đây chơi đi đi con.
Nhìn đây mẹ cá coi. Ừ, dữ chưa, người mẫu dữ. Kỳ hả? Ừ, kiếm kỳ, đúng rồi, kiếm kỳ, kỳ đâu rồi? Nó đi kiếm kỳ đó, kỳ là thường là kỳ đứng ngay chỗ đó, nó chạy lại chỗ này, nó kêu kỳ nè cô chú. À, mùa hè là chuẩn bị chỗ này bông không nè. Ê, nó nghe hình như chỗ này là dây ràng không, chay ơi, chay. Nè, cái này là dây ràng không nè. Ủa, không phải. Không phải mấy cái lá, không phải dây ràng. Mày tưởng dây ràng cái là con lại là con bị dính liền á. Chay, mùa hè là kỳ thường trốn trong này chơi lắm này chay. Cái lá này cô biết lá gì không chay? Lá này lá học bài. À, cái lá này ngày xưa là mẹ mà không thuộc bài là mẹ dán cái lá này vô. Mà cũng đâu có thuộc đâu. Đi vòng vòng chơi đi con. Kỳ đâu đi kiếm kỳ đi. Sao mát quá trời mát luôn hả chay ha. Vậy đâu giúp nó nghe nè, buồn ngủ chưa hả? Buồn ngủ chưa đi vô ngủ nha, vô ngủ nha. Rồi à, rồi chịu vô ngủ rồi cô chú ơi. Đây nè cô chú ơi, em chay mới vừa ngủ dậy. Cô chú nhớ cái đôi dép huyền thoại này không? Trời đất ơi, hồi đó thì mang, bây giờ hồi đó mang không vừa, bây giờ mang vừa y luôn cô chú ơi. Cuối cùng đôi này mang vừa nhất. Đi đây con. Chay, đừng có phá mấy đồ trong đó. Đi. Này coi cho cô chú coi đôi dép nè. Đó. Đôi dép này, trời, coi nè, mang vừa y luôn nè. Vậy là cuối cùng em chay, bây giờ hiện tại bây giờ em chay là mang đôi dép số 3. Tại vì nó hơi lận lên kia chút, nhưng mà vậy mà nó vừa. Thôi đừng phá của mẹ. Của mẹ đó, đừng phá. Đi đây chơi nè con, đi. Come here chơi đi. Thôi, có phá mà. Ê, ẻ. Yêu. Đó, coi kìa đó. Đó, mà đôi dép này là khỏe nhất chơi hả? Mới đôi dép kia mệt quá đi thôi á. Sao con? Chà hả? Mang đôi dép này nè đó. Cái bàn chân đưa lên à. Cuối cùng là bây giờ là hiện tại là chân của chay mang dép số 3 đó, nó nhỏ xíu con rồi cô chú ơi. Số 4 mang không vừa luôn, mốt chắc lớn lên chắc mang size 6-6.5 quá chay ơi, cỡ chân mẹ à. Vậy thôi mốt mai mốt mẹ mua giày mua dép là con ké mẹ được rồi hả chay ha, hai mẹ con mình mặc đồ chung ha. Từ từ thôi nha. Đúng rồi, nắm tay mẹ vô rồi té nha. Con mang đôi dép đó dễ chịu không hả? Mang đôi dép đó dễ chịu không? Vui quá. Đi ngoài đường chơi con. Cô chú thấy bên này em đi chơi được từ sáng tới chiều luôn. Trời ơi, cái đẩy xe đó đó hả? Cái xe đó đâu phải nhà mình. Thôi. Trời ơi, con nó coi. Trời ơi, con mạnh bở mạnh ghê cho trời. Nè, nó để đây, té nè. Chúp. Cháy. Đơn gì đồ vô chống ngồi hả? Hả, con đồ vô đây ngồi hả? Thôi đừng có xe xè giùm cái đi. Đây chơi mẹ này, ra đây chơi mẹ. Dép lên sao đây? chay đang bị struggle với những đôi dép mùa hè cô chú ơi. Trời ơi, coi kìa đó. Nguyễn Thị cài nhắc kìa. Để mà mang vô cho. Mang ngồi xuống, mang vô đi. Chứ coi cái chân nó nhón lên kìa. Mang vô, ngồi xuống mang vô. Ngồi xuống cỏ, ừ, ngồi xuống cỏ. Ngồi xuống mang vô.
coi coi. Đó, bây giờ chơi chơi đôi giày khác rồi cô chú ơi. Giày kia cũng chưa có hiệu quả, đôi giày này là được nhất nè. Giày này có lý nhất nè. Hái chị đi. Nè con cho cô chú coi đôi giày của con ơi chơi. Hả? Giày này là hiệu quả nhất nè cô chú ơi. Này mày coi coi, mày coi giày đẹp coi. Đó, giày này là hiệu quả nhất nè cô chú. Ủa sao tự nhiên bò thôi. Ủa đang đi bò. Ủa lý do sao vậy? Đó, cái đôi giày này có lý nhất nè cô chú. Ủa, cò bay kìa chị. Đâu con? Hái chì đi. Hái chì đi. Where you going? Where you going, JD? Come here, JD. Come here. You wanna come down here? Yeah, you wanna come down here, JD? Đi xuống đi, con tự đi xuống được mà. Ngồi xuống, đúng rồi. Mẹ đâu cần, đâu con đâu cần mẹ giúp đâu. It's easy, dễ thôi mà. Từ từ thôi, từ từ, từ từ. You got it, JD, see? Good job, high five. Giỏi quá. Đó, đó, nước nè, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi xuống đi. Wow. Chạy khoái khoái rồi, khoái rồi cô chú ơi. Đứng đứng hình luôn. Cô làm gì vậy? Trời đất ơi, cô chú mới thấy gì chưa? Tự nhiên nhỉ. Trời đất ơi. Tự nhiên cái thấy nước cái nhiễu nước miếng. Đợi cho coi 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 vô duyên không. Con nói đi nước. Uống hả? Đó, cát hả con? Mùa hè cái mẹ cho ra đây tắm nha. Đây nè, mẹ chỉ nè, mẹ chỉ nè, mẹ chỉ nè. Mẹ chỉ nè, mùa mốt mẹ mua cho con cái thao á. Có ngồi con xúc cát lên nè. Ngồi xúc cát lên nè. Xúc cát lên nè. Đó, ngồi xuống đây, ngồi xuống xúc cát lên đi. Good job, JD. Giỏi quá. Ê, không ăn nha, không ăn nha. Đúng rồi. Ừ đúng rồi, không ăn con. Mày chỉ nè. Xúc cát luôn. Xúc cát luôn. À, à. No. Chưa, chưa được chơi vậy đâu. Chừng nào mùa hè đi rồi mẹ cho chơi. Đúng rồi, giỏi quá. Trời ơi, cô chú coi nó xúc cát kìa. Xúc cát. À, à, không ăn nha. Thôi không có chơi nữa, bỏ xuống cái cây này nhọn nè. Không có chơi nữa, bỏ xuống. Đây, bỏ xuống đây. Lên, lên bờ đi con. Wow, xúc nữa hả? Xúc cát nữa hả? Cô chú thấy đó 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 đó. Cô chú thấy cảnh đẹp quá không cô chú? Em chơi mùa hè em chơi có nhiều cảnh đẹp ghê luôn á. Quá đẹp luôn em chay ơi. Mà mốt là nước là lên lên tới đây luôn nè. Mốt nước lên lên tới đây luôn á, giờ nước còn cạn. Ôi, oh, you did? Thank you very much. Lê lưỡi, lê lưỡi, lê lưỡi. À, gì ha? À, đi xuống, xuống chơi nè, à, xuống chơi nha. À, đi đây con. Đi đây. Nắng ấm xa dần. Nắng ấm xa dần. Trở về, trở về. Nắng ấm ơi, trở về đi nắng ấm. Sao mà cứ nắng ấm cứ xa dần hoài vậy? Nắng ấm xa dần. Nắng ấm xa dần. Rồi. Đó, đó, không, không được, không được, không được, không được. Con biết cái đó là cái gì không? Con biết cái đó là cái gì không? Cái đó là để mấy ông mấy bà là để mà mấy bạn chó mà đi đi vệ sinh là mấy ông mấy bà lấy cái này là mấy ông mấy bà hốt á. Đừng có đụng vô đó chi. Con muốn hốt không? Muốn hốt không? Mày dẫn đi kiếm hốt nè. Muốn hốt không? Muốn hả? Ờ có gì nó muốn không? Trời ơi tự nhiên phun nước miếng. Hết nói nổi rồi nghe chưa? Hết nói nổi rồi nghe chưa? Sao tự nhiên phun nước miếng? Hả?
Cái đó là chỉ đừng chừng nào mình đánh răng mình mới phun thôi chứ. Mày chỉ con là cái đó chừng nào mình đánh răng mình mới phun. Nghe không? Ồ, mát quá chay ơi. Té nè. Đó, bây giờ em chay đi ra đằng sau của cái nhà này, cô chú đây, cái nhà này của chay nè cô chú. Cái này là từ trong phòng của ba mẹ nhìn ra đó cô chú. Còn đây là cái phòng mà bên ông mốt ông ngoại bà ngoại ở nè. Nè. À, còn bên kia bên hông này là cửa sổ đó cô chú. Cô chú thấy nhà không? Nhà nào cũng giống nhau hết. Đây là cái dạng mà giống như chung cư. Quên, cái này là kênh của chay chứ không phải kênh của Ngọc, quên. Thôi đừng có lại đụng mấy cái đèn chi vậy. Đây. Lụm ơi, lụm trái thông coi, con lụm trái thông cho cô chú coi coi trái thông đâu. Trái thông đâu, lụm trái thông coi. Coi biết trái thông là gì không nha. Lụm trái thông coi chay. Lụm trái thông coi, trái thông đâu. Lụm đi con. Trái thông là trái nào đâu, chỉ mẹ coi, trái thông đâu. Trái thông đâu. Oh my goodness. How you know that? That trái thông. No. Mình sao con biết trái đó trái thông vậy hả? Giỏi quá. Nè đó. Thôi đi ra trước ngắm cảnh đẹp hơn. Đây là đi dây toàn sửa ống nước không. Đi. Go. Đi ra ngoài đây ánh sáng nó nhiều quá nên nhiều khi nó bị chỗ tối chỗ sáng, chỗ tối chỗ sáng nha. Good job JD. Nó gì vậy? Yêu dơ. Cái gì cũng lụm hết á. Sao? Good job, JD. Thôi cô chú ơi, video clip của Chay tới đây là xin tạm ngưng nha cô chú. Ngày mai mẹ sẽ tiếp tục quay những cái video clip tiếp theo của Chay nữa. Xin cảm ơn tất cả các cô chú đã xem cái video clip này và hy vọng cô chú sẽ like cho cái video clip này để cho càng ngày càng nhiều cô chú khác biết tới em Chay nữa. Chúc cô chú một ngày thật là vui vẻ. Hẹn gặp lại cô chú ngày mai. Bye bye. Bye cô chú đi Chay. Bye cô chú đi Chay. Đâu à? Hôn đi. Hôn. Cho một nụ hôn nồng thắm đi.